Hi, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái clip mà mua hàng online của Cốp Mắc mà không cần phải đến siêu thị nha. Thì trên cái app Zalo á có liên kết với bên Cốp Mắc. Thì khi không chỉ riêng là Cốp Mắc mà có nhiều nhãn hàng khác nữa. Highland Coffee cũng có. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nha. Zalo. Rồi, trong Zalo màn hình chính mình sẽ search cốp. Đây. Ở đây nó sẽ có nhiều cái chi nhánh Cốp Food Thành Thái Quảng Bình. Rồi, mình ở Sài Gòn thì mình chọn là Cốp Mắc bạn của mọi nhà. Rồi, click vào chỗ đặt hàng. Rồi chọn cái địa chỉ của bạn, địa chỉ mà bạn cần giao đến á, rồi chọn cái siêu thị gần nhất. Thì đây mình gần siêu thị Quang Trung nhất, thì nhớ như siêu thị Quang Trung. Nhưng mà cái siêu thị này thì báo là chưa mở cửa, nên bây giờ mình sẽ chọn cái siêu thị mà mình mua được đó là siêu thị Nguyễn Kiệm. Rồi, tới bước này bạn sẽ click vào chỗ tìm kiếm sản phẩm. Mình tìm sản phẩm là nước mắm. Rồi, tìm kéo xuống tới sản phẩm mà bạn cần mua. Ví dụ bạn muốn mua nước mắm nhãn vàng 50 đạm, 50 đạm. Thì bạn click vô thêm sản phẩm. Rồi, mình sẽ tìm sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo mình muốn mua là gạo. Thì mình có search trước đó rồi nên mình chỉ việc click vô cái danh sách mà mình đã mua gần đây, mình thêm vô. Thì khi mình thêm vô á thì ở dưới cái giỏ hàng nè có hai món là 239.900 đồng. Rồi mình bắt đầu tiến hành phần thanh toán. Đây, phần thanh toán thì mình có là một là thanh toán bằng thẻ Visa ở đây, thẻ Visa ở đây, click vô chỗ thay đổi, chọn thanh toán bằng thẻ Visa hoặc là tiền trong ví ZaloPay nha. Trong này nó có phần phần thanh toán là chọn nguồn tiền. Rồi mình tiếp theo mình sẽ click vào chỗ voucher. Rồi mình sẽ chọn cái voucher nào mình muốn áp dụng. Thì đây mình có một voucher là giảm 25.000 cho đơn hàng 200.000. Đây, giảm 25.000 cho đơn từ 200.000. Rồi, mình chọn voucher xong rồi mình sẽ tiến hành thanh toán. Thì khi thanh toán bằng thẻ nó sẽ có hai bước. Một là bước nhập mã pin của thằng Zalo Pay và một cái là mã pin của ngân hàng. Rồi khi mình vô cái của ngân hàng rồi á thì mình copy cái mã bảo mật mình dán vô. Mình nhấn submit là sẽ thanh toán thành công. Rồi, mọi người có thể click vô cái chỗ này nè, cái chỗ mà cái đồng hồ mà có cái dòng á để xem lại cái đơn hàng mà mọi người đã mua. Ví dụ mình mua hai đơn nè, một đơn ở dưới nè và một đơn ở trên, thì khi mình nhấn lại thì mình sẽ có thấy hai đơn. Rồi bây giờ mình sẽ chờ ở bên Cốp Mắc họ họ giao hàng tới cho mình thôi, mình không cần đến siêu thị luôn mà mình có mã khuyến mãi rồi nữa. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem clip của mình nha. Thì nếu như mọi người có ý kiến hoặc có muốn mình làm cái clip gì tiếp theo á thì để bình luận ở bên dưới để cho mình nghiên cứu rồi mình làm clip cho mọi người nha. Rồi, bye bye, tạm biệt mọi người.